Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin nguy cơ Putin bị lật đổ vì cuộc đảo chính đăng lên hàng tuần. Một người tố giác đã tuyên bố khả năng ông Vladimir Putin bị phế truất trong một cuộc đảo chính đang tăng lên hàng tuần khi cuộc xâm lược tại Ukraine tiếp tục đang diễn ra. Đặc biệt là khi Nga liên tục vấp phải những sự kháng cự mãnh liệt của quân đội Ukraine. Nguồn tin từ trong cơ quan an ninh của Nga FSB cho biết các đặc vụ ngày càng thất vọng với cách ứng xử và xử lý cuộc chiến của Putin. Ông Putin mong muốn một cuộc chiến thắng nhanh chóng khi ra lệnh tấn công vào ngày 24 tháng 2, nhưng sự kháng cự quyết liệt của người dân Ukraine đã khiến số người thiệt mạng ngày càng tăng lên với một số tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao trong số những người thiệt mạng đó. Theo thống kê được biết thì có tới hơn 40.000 quân Nga bị chết và bị thương loại ra khỏi vòng chiến đấu. Đây hình ảnh theo chiều kim đồng hồ từ trái sang Alexander, Ok và Vitaly đều đã thiệt mạng trên chiến trường của Ukraine và con số này tăng lên mỗi ngày. Trích dẫn nguồn tin của mình, nhà báo Nga Vladimir Osekin nói với tờ báo The Times rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đang làm tê liệt lối sống của các nhân viên mật vụ cấp cao của đất nước của ông. Những người bị cho là bị cấm đến thăm nhà nghỉ của họ hoặc có thể đưa con cái của họ đến Disneyland tại Paris. Các sĩ quan FSB được trả lương cao hơn mức trung bình của người Nga và được nhà nước cấp một căn hộ. Đây là điều kiện rất ưu đãi. Ostin nói với tờ báo The Times rằng, trong 20 năm, Putin đã tạo ra sự ổn định ở Nga. Các sĩ quan FSB, cảnh sát, công tố viên nhà nước, những người bên trong hệ thống đã có thể sống tốt. Ông nói rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đang phá hỏng điều này và làm tăng thêm sự vỡ mộng tập thể trong giàn lãnh đạo của Nga. Ostin nói tiếp, cứ mỗi tuần và mỗi tháng mà cuộc chiến này vẫn tiếp diễn, thì khả năng xảy ra một cuộc nổi loạn của những người trong lực lượng an ninh sẽ tăng lên rất nhanh. Và điều đó ngày càng có thêm minh chứng khi ngày hôm nay chiến hạm của Nga cũng đã bị Ukraine đánh nổ tung. Đây là hình ảnh nhà báo của Nga Ostin, người tố cáo từng làm việc ở trung tâm của tình báo Nga. Nga đã phải chịu tới 40.000 thương vong kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu một tháng trước. Moscow vô tình tiết lộ rằng họ đã mất 10.000 quân khi con số này được tiết lộ bởi một tờ báo có xu hướng thân với Điện Kremlin bất ngờ đăng tải. Nhưng khối NATO cũng cho biết con số đó có thể lên tới 15.000 người với tổng thiệt hại bao gồm cả người bị thương, bị bắt hoặc mất tích lên tới 40.000 người. Quan chức của NATO đã ước tính dựa trên số liệu về những gì Nga tiết lộ, dù cố ý hay vô ý. Nếu ước tính của NATO là chính xác thì những thiệt hại của Nga chỉ trong vòng chưa đầy một tháng ở Ukraine hiện nay cũng giống những gì họ đã phải gánh chịu trong cuộc chiến kéo dài tới 10 năm ở Afghanistan, kết thúc vào năm 1989. Đây là hình ảnh cố vấn của Tổng thống Nga Putin Anatoly bên trái. Trong khi đó, nội gián của Điện Kremlin Anatoly hiện đã từ chức và rời khỏi đất nước vì cuộc chiến của phe đối lập ở Ukraine. Bloomberg đưa tin như vậy, đặc phái viên khí hậu Anatoly, 66 tuổi đã tuyên bố từ chức trong một bức thư gửi đồng nghiệp và bạn bè vào hôm thứ Ba vừa qua. Điều đó đã gây sốc trong chính trường Nga. Joe Biden cũng đã tham gia vào các cải cách kinh tế sau khi Liên Xô sụp đổ nhưng vẫn ở trong chính phủ của Putin và duy trì quan hệ chặt chẽ với các quan chức phương Tây. Ông là người biết rất nhiều về thế giới dân chủ và tự do. Để đối phó với cuộc xâm lược đang chùn bước, ông Putin hiện đã cho quản thúc tướng Vladislav tại nhà riêng. Theo truyền thông của Ukraine, dưới sự chỉ huy của ông, tập đoàn quân số 6 đã mất tới 2.000 binh sĩ, trong đó có 180 lính nghĩa vụ đang làm nghĩa vụ quốc gia. Đây là hình ảnh tướng Vladislav. Tướng Vladislav đã bị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu sa thải. Ông ta đã không xuất hiện suốt 12 ngày và được cho là đang bị các vấn đề về tim. Ông được coi là một trong những đồng minh thân cận của trung thành nhất của Putin. Tuy nhiên, ông đã có xung đột quan điểm với các tướng lĩnh quân đội về cách thức tiến hành cuộc chiến với Ukraine. Con gái của ông là Ksenia, 31 tuổi, đã xuất hiện cùng với con mình trong những bức ảnh gần đây với hai màu xanh và vàng, biểu tượng của lá cờ Ukraine.
những người lính của Putin đã được tuyên truyền với luận điệu rằng cuộc chiến này sẽ chỉ là một cuộc tập trận và rằng họ sẽ được chào đón như những người hùng ở Ukraine. Nhưng sự thật hoàn toàn khác, họ được đón bằng đạn, súng, bom, mìn và cái chết. Kính mời các bạn xem bản tin bên trong chiếc du thuyền trị giá gần 1 tỷ đô la của ông Putin. Đây là chiếc du thuyền sang trọng với hồ bơi, trở thành sàn nhảy, dạp chiếu phim tại nhà khổng lồ và thậm chí là giá đựng cuộn giấy toilet bằng vàng. Sự sang trọng đáng kinh ngạc mà Vladimir Putin tận hưởng trên chiếc siêu du thuyền trị giá gần 1 tỷ đô la của ông đã được tờ báo The Sun tiết lộ 22 tháng 3, bao gồm cả khu đựng cuộn giấy vệ sinh bằng vàng. Áp lực đang dồn lên người chủ chiếc tàu neo đậu với chiếc du thuyền này ở Ý, khi các chính khách châu Âu muốn thu giữ và bán nó đi để bù đắp cho phí tổn của người dân Ukraine. Một cựu thủy thủ trên du thuyền nói rằng, chính người Nga đã mua chiếc du thuyền đó và chiếc đầu của Putin cần phải được lôi ra khỏi cái ngai vàng ấy. Chi phí chính thức của du thuyền Shekhar được hoàn thiện vào năm trước là 500 triệu bảng Anh, nhưng những người trong cuộc cho biết chi phí này phải đến 750 triệu bảng Anh, tương đương gần 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là hình ảnh chiếc du thuyền Shekhar nổi bật tại cảng neo đậu ở thị trấn Marina của Ý vì kích thước khổng lồ của nó so với các du thuyền xung quanh. Những bức ảnh do tờ báo The Sun đăng tải cho thấy mọi đồ dùng trang bị trên 6 tầng của chiếc du thuyền này đều đắt tiền xa xỉ đến mức bệnh hoạn. Một công nhân từng tham gia lắp đặt nó cho biết rằng tất cả mặt ốp đều là đá cẩm thạch hoặc dát vàng, trong đó có vô số hồ bơi, phòng spa, phòng tắm hơi, nhà hát, phòng khiêu vũ, phòng tập thể dục, có hai sân bay trực thăng, nó giống như một thành phố nhỏ. Thậm chí có hẳn một bệnh viện bên trong nhỏ, dường như rất hợp lý với tin đồn rằng ông Putin đang bị một căn bệnh nan y. Khó mà nuốt trôi sự thật đằng sau con tàu xa xỉ đáng kinh ngạc nhất thế giới này lại thuộc sở hữu của một người đàn ông muốn ném bom vào dân thường và trẻ em tại Ukraine. Một con số chi tiêu giàu có ngoài sức tưởng tượng khi mức lương trung bình của người Nga chỉ có 5.000 bảng Anh mỗi năm mà họ đang phải vật lộn để kiếm miếng ăn trong lúc này. Kể từ tháng 9 năm 2020, chiếc cung điện nổi dài 140 mét này đặt theo tên của nữ hoàng Ba Tư huyền thoại đã được neo đậu tại cảng Marina ở Ý. Đây là hình ảnh chiếc du thuyền Schenker đang chạy ở biển Bắc Na Uy. Tin đồn rằng Putin sở hữu chiếc du thuyền đã được lan truyền kể từ khi nó được xây dựng. Nhưng quyền sở hữu của nó đã không được điều tra cho đến khi Alexander Navalny, nhà bất đồng chính kiến với Putin, đã bị bỏ vào tù. Nhà bất đồng chính kiến Alexander Navalny đã công bố một đoạn video kể chi tiết về thủ đoàn rằng tất cả nhân viên của các cơ quan an ninh Nga đều làm việc ở đây. Các nhà chức trách Ý hiện đã được yêu cầu thu giữ chiếc du thuyền. Có một thủy thủ đoàn riêng biệt ở châu Âu nhưng họ chỉ được phép lên tàu khi ông Putin đi vắng. Có rất nhiều dấu tích cá nhân của ông Putin được tìm thấy ở đây, bao gồm nhiều bức họa, chiếc đai đen môn võ judo được đóng khung cẩn thận trong phòng tập judo và những cuốn sách thể hiện tham vọng của Putin về sự giàu có, bao gồm của bản đồ sắc đẹp của Michel, lịch sử thời trang của Viện Trang phục Kyoto và những biểu tượng của Hans Michel. Đây là hình ảnh bên trong một cái phòng của chiếc du thuyền này. Sàn nhảy lát gạch có thể hạ xuống để biến thành một hồ bơi. Tiện nghi kiểu này chỉ được lắp đặt trong hai chiếc du thuyền duy nhất trên thế giới. Chiếc kia nằm trên chiếc du thuyền Godfrey, cũng của ông Putin. Các tiện nghi khác bao gồm bàn bia tự thăng bằng trên sóng, một bể cá dài 5 mét và chiếc TV với màn hình kéo dài 4,5 mét dọc hết một bức tường, mà chỉ riêng tiền lắp đặt nó đã tốn 1 triệu euro. Phòng tắm được trang trí bằng các giá đỡ và khung giữ cuộn giấy toilet bằng vàng. Nhưng chiếc tàu của Putin không chỉ dành cho việc trang trí, nó còn có hai sân bay trực thăng có thể hạ cánh chiếc máy bay trực thăng quân sự với sải cánh rộng tới 5 mét. Hệ thống an ninh hiện đại của con tàu với 4 radar có thể bắn hạ máy bay không người lái.
bên dưới sân bay trực thăng có nhà chứa máy bay có thể đặt chiếc thủy phi cơ với 6 ván trượt phản lực và 8 chiếc tàu lặn mini. Đây là hình ảnh vào ngày 11 tháng 3, cảnh sát tài chính Ý xác nhận đã tịch thu siêu du thuyền Swiss A trị giá nửa tỷ đô la của tỷ phú người Nga Alexander Michenko. Viên cựu thành viên thủy thủ đoàn nói thêm rằng tất cả các du thuyền trên thế giới thuộc sở hữu của các nhà độc tài đều đang bị thu giữ. Thế mà chiếc du thuyền Changer lại nằm chính ình tại bến du thuyền ở Ý là rất vô lý. Các nhà bất đồng chính kiến trong nhóm của Alexander Navalny đã thu nhập thông tin về nhóm thủy thủ đoàn Nga cùng bay đến Milan với nhiệm vụ là canh chừng chiếc du thuyền này. Nghị sĩ đảng bảo thủ Anh Tom Cruise đăng qua các bản tờ báo và nói trên báo The Sun rằng chiếc cung điện nổi, du thuyền quý giá mà Vladimir Putin đang hưởng thụ nhờ đồng tiền ăn cắp của người dân Nga đang neo đậu tại cảng Kleve của Ý khiến chúng ta phải có những hành động phù hợp.